Trước giờ có tiền án tiền sự gì không? Có bị xử phạt gì? Gương còn cùng mấy bạn của Gương còn thực hiện hành vi nào khác nữa không? Lúc Hào nằm xuống thì có lấy nón hiểm dính bánh Hào mấy cái nữa, xong có Như vậy trước hành vi chơi mình cũng thấy mình nhận định mình là sai trái đúng không? dạ xe là chạy chạy về hướng đường B, chạy tới chung bên cùng với có và ốc chạy em thực hiện hành vi phạm tội mình ngay. dạ em bữa ngày 30 Tết năm ngoái em chỉ chạy trước là em chỉ nghe kể lại là em với Đánh mấy cái? dạ lúc đó đánh tầm bốn cái Chỉ có một mình có là dùng mũ bảo hiểm.